Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 9 tháng 11 năm 2023. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tôi đến từ châu Âu. Chính phủ Đức dự tính đánh thuế những người siêu giàu để chống lại cuộc khủng hoảng về chi tiêu. Đảng dân chủ xã hội cầm quyền của thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz đang chuẩn bị một sáng kiến để tái tổ chức nền kinh tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về chi tiêu sinh hoạt cũng như thực thi việc phân phối lại ngân sách của chính phủ. Theo hãng tin RND, đảng đương quyền muốn áp đặt một khoản thuế khủng hoảng tạm thời đối với những người có lợi tức cao nhất ngoài những khoản mà họ đã nộp. Đồng thời, với kế hoạch cải cách các quy định về thuế thừa kế cũng như quà tặng, những người siêu giàu, các tỷ phú và các triệu phú sẽ phải đóng góp nhiều hơn những người có lợi tức thấp hơn. Hành động này dự kiến sẽ cắt giảm thuế cho 95% dân số, thế nhưng vẫn thúc đẩy nguồn lợi tức thuế mà Đảng dân chủ xã hội của Đức đưa ra để đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Đảng Dân Chủ Xã hội tại nước Đức cũng đề nghị thành lập một quỹ của chính phủ để sử dụng vốn tư nhân tạo ra khối lượng đầu tư hàng năm là 100 tỷ euro. Trong số các biện pháp được đề nghị khác đó là tăng mức lương tối thiểu, đưa ra quy định giảm giờ làm việc mà không bị mất lương, cũng như cắt giảm giá năng lượng bằng cách đưa ra chương trình giá điện công nghiệp. Thông qua các kế hoạch tái tổ chức, đảng đương quyền tại nước Đức muốn tạo ra một triệu việc làm mới, vào năm 2030. Bản dự thảo đề nghị này có thể được đưa ra vào chiến dịch bầu cử năm 2025 của Đảng Dân Chủ Xã hội tại nước Đức. Ý xây dựng trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania Chính phủ Ý vừa đạt được thỏa thuận với Albania về việc xây dựng hai trại tiếp nhận và giam giữ người di cư tại Albania với số lượng tối đa là 3.000 người trong cùng thời điểm. Các cơ sở này sẽ do nhân viên người Ý quản lý và điều hành mọi hoạt động. Theo thỏa thuận, thì hai trại tị nạn sẽ hoạt động từ mùa xuân năm 2024 dưới quyền tài phán của Ý và Ý sẽ chi trả mọi chi phí phát sinh trong trường hợp kế hoạch này gặp cản trở về mặt tư pháp. Đây là lần đầu tiên một quốc gia không phải là thành viên của Liên minh Âu Châu thay mặt cho quốc gia Liên minh Âu Châu tiếp nhận người di cư. Đây là một phần trong nỗ lực của Liên minh Âu Châu nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư tăng bất thường. Từ đầu năm nay, 145.000 người di cư đã đến Ý qua đường biển, tăng mạnh so với năm 2022. Trong năm 2023, Ý đã hồi hương gần 4.000 người di cư. Cơ quan hữu trách của Ý hiện đặt thời hạn xem xét các trường hợp xin tị nạn trong vòng 28 ngày. Trước dư luận cho rằng Albania đồng ý thỏa thuận nói trên để đổi lấy sự bảo trợ của Ý trong nỗ lực trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu. Thủ tướng Albania là Edi Rama bác bỏ và nhấn mạnh việc gia nhập Liên minh Âu Châu không nên diễn ra theo cách này. Ông Rama cũng cho biết các trường hợp người di cư là phụ nữ mang thai, trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương khác sẽ không được gửi đến Albania. Xong qua khu vực Trung Đông, Do Thái và phe Hamas khó đạt được thỏa thuận về vấn đề con tin. Vào ngày hôm nay, 9 tháng 11, Tòa Bạch Ốc cho biết rằng Do Thái đồng ý bắt đầu thực hiện lệnh tạm ngưng bắn kéo dài 4 giờ đồng hồ mỗi ngày ở miền Bắc của Gaza và họ sẽ thông báo 3 giờ đồng hồ trước mỗi lần thực hiện lệnh đó. Theo phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông John Kirby, thì việc tạm ngưng bán nói trên sẽ cho phép thường dân thoát khỏi những vùng nguy hiểm và giúp vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, đồng thời có thể là một phương cách để giải cứu con tin. Hôm nay, đài CNN trích dẫn lời các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết, do Thái sẽ không đồng ý tạm dừng chiến dịch tấn công nếu như phe Hamas chưa phóng thích số lượng đáng kể con tin, khiến cho niềm hy vọng đạt được thỏa thuận giữa do Thái và phe Hamas trở nên u ám hơn các cuộc đàm phán với sự tham gia của Hoa Kỳ, Do Thái, Qatar và Hamas. Trong đó, Qatar đóng vai trò trung gian chính đã diễn ra trong nhiều tuần lễ qua. Nhiều ý tưởng cho thỏa thuận này đã được đưa ra, trong đó có lời đề nghị phe Hamas hãy thả từ 10 cho tới 15 con tin để đổi lấy lệnh ngưng bắn kéo dài một hoặc hai ngày. Thế nhưng, các giới chức của Hoa Kỳ cho hay, tính đến nay, những lời đề nghị như thế vẫn chưa được đưa vào bàn đàm phán Giới quan sát thì cho rằng những cố gắng trong nhiều tuần qua để giải cứu số lượng lớn con tin phơi bày nhiều vấn đề phức tạp. Các con tin với nhiều quốc tịch khác nhau được cho là không bị giam giữ cùng một địa điểm và không rõ họ chính xác bao nhiêu người tại giải Gaza. Các giới chức các bên cũng nhấn mạnh rằng phe Hamas không phải là bên đàm phán đơn giản và đáng tin cậy. Thành thật mà nói thì chúng tôi phải tìm cách đối phó với phe Hamas tiến trình đàm phán không được tiến hành một cách thiện chí như mong đợi. Một giới chức cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ cho biết như trên. Hoa Kỳ nêu điều kiện trả lại Nga 300 tỷ Mỹ Kim bị phong tỏa ở phương Tây. Phụ tác ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu là James O'Brien đã tuyên bố phương Tây sẽ không trả lại gần 300 tỷ Mỹ Kim tài sản bị phong tỏa của Nga cho đến khi nước này trả chi phí tổn thất cho cuộc chiến tranh đã gây ra ở Ukraine. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông O'Brien cho biết, Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo trong nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 trước đó đã xác nhận rằng Nga phải trả chi phí tổn thất cho chiến tranh xâm lược Ukraine. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga là Avrira Nabiolina cảnh báo, vì phương Tây tịch thu và phong tỏa tài sản của Nga sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực như một tiền lệ đối với sự phát triển chung của hệ thống tài chính toàn cầu. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov nhấn mạnh, Moscow sẽ có biện pháp pháp lý giải quyết các việc các tài sản của Nga bị tịch thu ở phương Tây. Ngoài ra, Nga sẽ nghiên cứu các biện pháp đáp trả phù hợp nhất với các lợi ích của mình. Trước đó, vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh. Theo đó, một phần tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị phong tỏa tại Nga có thể được đổi lấy tài sản bị phong tỏa của người Nga ở nước ngoài. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo Bộ trưởng Tài chính Nga là Anton Siolanov, Hiện có hơn 3.5 triệu công dân Nga có tài sản trị giá tới 16.3 tỷ Mỹ Kim đã bị phong tỏa ở nước ngoài. Xong qua khu vực Đông Âu, tân chính phủ của Slovakia hủy bỏ khoản viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Chính phủ của tân thủ tướng Slovakia là ông Robert Fico vừa ra quyết định chặn gói viện trợ hơn 40 triệu Mỹ Kim các thiết bị quân sự mà chính phủ thời tiền nhiệm dành cho Ukraine. Lời đề nghị viện trợ thiết bị quân sự cho Ukraine được chính phủ của cựu thủ tướng Slovakia là ông Eduard Heger đưa ra trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là ông Fico hồi tháng trước. Tân thủ tướng Fico ngay sau khi lên nhậm chức đã tuyên bố chấm dứt viện trợ vũ khí cho Ukraine và chỉ ủng hộ cho các vấn đề nhân đạo hoặc là việc tái kiến thiết cho Ukraine mà thôi. Ông cho rằng Slovakia vẫn còn nhiều vấn đề nội bộ cần phải tập trung hơn là việc viện trợ cho Ukraine. Trước đó, ông đã chỉ trích phương Tây vì đã viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước Nga. Ông ta từng nhiều lần tuyên bố Slovakia sẽ ngừng các chuyến hàng quân sự gửi tới Ukraine. Thế nhưng hồi gần đây, ông nói rằng các vụ giao dịch về kinh doanh tư nhân sẽ không bị ảnh hưởng. Slovakia là quốc gia thành viên của Khối hiệp châu Âu có chung đường biên giới với phía đông của Ukraine, đã gửi 13 khoản viện trợ quân sự với tổng trị giá là 671 triệu euro cho Ukraine kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine. Chính phủ Slovakia thời tiền nhiệm đã ủng hộ cho Ukraine một cách nhiệt thành và đã cung cấp các thiết bị quân sự như là hệ thống phòng không S-300 và chiến đấu cơ MiG-29 cho quân đội Ukraine. Russia thu hồi đồ uống Coca-Cola sau các trường hợp ngộ độc. Giới chức của Russia mới yêu cầu hãng Coca-Cola thu hồi một số loại nước uống sau khi ghi nhận một số trường hợp ngộ độc thực phẩm. Trước đó, một thanh niên ở thị trấn Rezeka đã phải nhập viện do ngộ độc sau khi uống Coca-Cola và một số trường hợp khác cũng ngộ độc do sử dụng đồ uống này ở được ghi nhận ở Zagreb và Vazakhin Rocha. Theo thông báo của cơ quan thanh tra, các thanh tra y tế đã đề nghị ngừng bán và thu hồi các sản phẩm bị nghi ngờ của hãng Coca-Cola ở Croatia. Các mẫu nước khoáng và đồ uống của hãng này đang được phân tích. Thông báo không nêu rõ có bao nhiêu sản phẩm bị ảnh hưởng, nhưng công ty cho biết họ đã tạm thời thu hồi hai loại nước có ga của Coca-Cola. Cùng ngày, thì hãng thông tấn Hina cho biết Coca-Cola đã tuân thủ đề nghị của chính quyền, mặc dù phân tích nội bộ không cho thấy những bất thường trong quá trình sản xuất sản phẩm. Trong những diễn biến khác có liên quan thì Fortenova, công ty phân phối thực phẩm lớn nhất của Croatia, cũng thông báo đã thu hồi tất cả đồ uống không cồn của nhà sản xuất Coca-Cola như một biện pháp phòng ngừa trong khi chờ thông tin chính thức về độ an toàn của sản phẩm nói trên. Nhiều quốc gia vẫn thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch bất chấp tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi giới khoa học gia cho rằng thế giới cần phải cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch một số quốc gia vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào về thời điểm ngừng sử dụng than đá, khí đốt và dầu hỏa. Bản báo cáo mới công bố của chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng sản lượng nhiên liệu hóa thạch toàn cầu vào năm 2030 sẽ cao hơn gấp đôi mức được cho là phù hợp để đáp ứng với các mục tiêu theo Hiệp định Paris về tình trạng biến đổi khí hậu. Theo Hiệp định Paris, thì các quốc gia đã cam kết thực hiện mục tiêu dài hạn đó là hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình của trái đất xuống dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và cố gắng hơn nữa để đưa mục tiêu đó xuống còn 1.5 độ C. Tuy nhiên, theo bản báo cáo thì đến năm 2030, có 20 quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn vẫn có kế hoạch sản xuất lượng nhiên liệu hóa thạch cao hơn 110% mức phù hợp để hạn chế nhiệt độ của trái đất tăng quá 1.5 độ C. Hiện nay, không có quốc gia nào trong số 20 quốc gia nói trên tuân thủ lời cam kết giảm sản xuất than đá, dầu hỏa và khí đốt để hạn chế được mức gia tăng nhiệt độ cho trái đất của chúng ta. 17 quốc gia đã cam kết đạt được mức phát thải khí carbon bằng không, thế nhưng hầu hết vẫn tiếp tục thúc đẩy, trợ cấp cho và lên kế hoạch mở rộng sản xuất nhiên liệu hóa thạch. Đến đây, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.